bây giờ giới thiệu với mọi người chiếc máy xay bị tâm mít xuất xứ từ Mỹ. Tôi sẽ giới thiệu chức năng của đây là chiếc gối 019 lít 12 lít sao. Chúng ta sẽ có các nút điều khiển tương ứng. Đây là chế độ tự động ngắt trong vòng 45 giây, máy sẽ làm hết 45 giây máy sẽ ngắt. Còn đây là các công suất số của máy. Chúng ta nếu dùng đồ đá xay chúng ta nên tốt nhất dùng số 3. Đây là chức năng tời. Chúng ta nếu xay đá quá to chúng ta sẽ có thể ngồi cái này và đá sẽ vỡ ra. Thôi đến tham thử mọi người xem những tốt đồ đá xay đi quên. Và cối sẽ có các cái vạch tương ứng với cả 1 ml nên ta không cần phải đong. Chúng ta sẽ cho cuối cùng